Chào Jimmy Hẹp. Hẹp Jimmy. Chào Ngọc Diệu ha. Hôm thứ sáu đúng không mọi người? Hôm thứ sáu nhắc đầu quá ta. Hôm thứ sáu là anh em mình thách thức cái tay gì Nguyễn Quang A với đám con nhan Việt Tân cũng như tổ chức Việt Tân là đi tới mấy khu khu cách ly chăm lo cho người dân đúng chưa? Đúng không? Để phụ giúp người dân gì đó đúng không? Mà cuối cùng hôm nay là thứ mấy, hôm nay thứ thứ hai đúng không? Là mấy ngày à? Và 4 ngày à. Chứng tỏ là họ làm đâu có được. Đúng không à, Hiệp Jimmy đúng không mọi người? Chứng tỏ là họ đâu có làm. Và họ không muốn làm. Và nó lại phát sinh thêm một cái vấn đề nữa mọi người thấy không? Thì hôm kia gì thời quan cũng tung lên một cái đoạn phóng sự là những người những công dân ở nước ngoài á, họ làm việc ở bên đây đó, thì trong cái mùa dịch này họ cũng rảnh đó, thì họ mới lại chung tay gọi là cái làm cái công tác thiện nguyện, là họ xuống họ đi phụ giúp những người dân ở khu vực cách ly đó bằng cách là pha nước, làm nước này nước kia để mang tới giúp cho người dân, để người dân uống cho có sức khỏe đúng không? Đúng không? Chào cố nhân. Đó. Tùy ý theo quan đó mọi người thấy không? Chứng tỏ người ta là khách nước ngoài, người nước ngoài mà khi người ta sinh sống tại Việt Nam luôn, đúng không? Người ta đâu có hô hào là đứng lên mà đấu tranh thương dân, yêu dân như là cái đám mà Nguyễn Quang A với cái đám Việt Tân kia đúng không? Nhưng khi đất nước người dân Việt Nam có tình hình như vậy, họ vẫn là chung tay họ xuống họ phụ giúp được cái gì phụ giúp đúng không? Thì cái điều đó là rất đáng là trân trọng, rất là đáng quý đúng không? Mà trong khi cái đám Việt Tân, cái đám con đó, đám con nhan, cái đám lâu la, nó những cái tổ chức dưới chướng của Việt Tân như The Voice, The Rai, The No You, rồi văn đoàn độc lập của ông Nguyễn Quang A, của cái ông gì đó, ông tiến sĩ Nguyễn Quang A gì đó, đúng chưa? Thì lại không làm được, không có một cái cá nhân nào mà đứng ra mà làm được cái chuyện đó. Thì xin hỏi mọi người, thôi quan nói họ là những cái thành phần lừa đảo, lừa dân được không? Theo mọi người nó câu công bằng, theo quan nó vậy được không, hợp lý không, có cái gì gọi là quá đáng không, đúng à, đâu gì quá đáng đâu, bởi vì thực chất là họ lừa đó. Bao nhiêu năm qua giống như mọi người cũng biết rồi, ngày xưa thì những năm trước thì lợi dụng vào cái sự cố môi trường biển của Formosa, thì lại họ hô hào là sợ người dân độc hại này kia nọ, hô hào người dân để xuống đường là biểu tình chống đối chính quyền thế này thế nọ, rồi thêm cái câu chuyện giàn khoan này nọ, đây là cũng lo cho người dân, tội nghiệp người dân, sợ người dân bị tàu cộng tàu kiết gì đó, là cũng xúi dục kích động người dân xuống đường biểu tình chống đối chính quyền một lần nữa, cũng với cái chiêu bài là thương dân, đấu tranh cho dân đúng không, sợ người dân thế này thế nọ. Thì đó, như thời quan mọi người cũng biết là tới hiện tại bây giờ là cái tình hình dịch bệnh nó đang diễn ra đó, rất là căng thẳng đó. Đó, mà hiện tại bây giờ hai địa phương là bị tương đối căng thẳng là thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Đúng chưa? Mọi nguồn lực thì chính quyền nhà nước đã đều bung ra để sắp xếp những cái gì đó lo cho người dân, chăm sóc cho người dân. Thì ngược lại đó, chúng ta đã có những lời gọi là thách thức, giống như là Huy cũng vậy đó, đăng bài thách thức Nguyễn Quang A hoặc những cái tổ chức gì đó của Việt Tân và những cái thành phần dân chủ cụ trong nước đó, đứng ra làm cái gì đó chăm sóc cho người dân đó, thì họ không làm được một chút gì hết. Mà ngược lại nữa mọi người, ngược lại thêm một chuyện nữa, họ không làm được thì thôi đúng chưa, thì họ lộ bản chất đó ra thì
người dân đã hiểu không nói rồi. Rồi họ lộ thêm một cái bản chất khốn nạn nữa. Cũng như mọi người biết sáng nay đúng chưa? À, là cũng cái thành phần có một cái nick. À, là mình thì đúng là thật sự là mình tìm không được, mình không chứng minh được nguồn gốc rõ ràng. Nhưng mà với cái luận điệu đó thì chúng ta có quyền suy diễn và quy chụp cho thành phần đó là thành phần của những cái tổ chức gọi là dân chủ cội, hoặc là cái đám con nhang của Việt Tân gì đó, là như cụ thể là như thế nào, đúng không? Thì mọi người thân quan, mọi người cũng biết, và có cô em Hằng Hoàng Yến ở đây, tức là nó vào trang từ nhà của thân quan, nó tấn công. Và tại sao mà thân quan cho rằng nó là những cái tay con của những cái dân chủ cội hoặc là những cái tổ chức Việt Tân? Bởi vì thế này nè mọi người, là cái bài của thơ Quang đăng á, là chỉ bài là nói về cái tình thương yêu của cái mái ấm gia đình, cái tình cảm của gia đình, là cái sự sum họp sum vầy của gia đình thôi, đúng không? Thì nó chẳng liên quan gì cả, nó chẳng liên quan gì tới mình đấu tranh hay là mình phản biện gì với cái luận điệu xuyên tạc hay là cái đám Việt Tân đó cả, đúng không? Tức là nội dung cái bài nó chẳng liên quan gì tới nhau, chỉ là đơn thuần là chỉ ca ngợi cái hình ảnh mà một gia đình sống nó đầm ấm hạnh phúc, nó quây quần bên nhau thôi. À, thế mà hắn vào, hắn tấn công, hắn với những cái lời lẽ thời quan đăng lên trang lên tường, mọi người cũng thấy rồi đó, là hắn rủa xả, là cầu mong cho Bình Dương sẽ bùng phát dịch nhiều, cho thành phố Hồ Chí Minh phát dịch nhiều, để cái cộng sản bó tay gì đó, phải không? À, và hắn nói, hắn mệnh danh hắn là một người đã bị nhiễm bệnh gì đó, ho nhiều rồi, và cố tình trốn ra khỏi khu cách ly để đi lang thang đây đó, lây bệnh cho người này, lây bệnh cho người kia, với mục đích là chống phá cho cái môi trường với người dân Việt Nam sẽ bùng phát dịch bệnh nhiều lên. À, thì với những cái nội dung như vậy và những cái một cái cá nhân như vậy, thân quan đã cũng chụp hình những cái comment và kể cả cái nick của cái người đó đưa lên tường, lên trang cho mọi người thấy rồi. Thì xin hỏi mọi người á, chúng ta chỉ nghĩ một cách đơn thuần thôi, chúng ta nghĩ thử chào Tiến Mạnh, đúng không Tiến Mạnh? Chúng ta chỉ nghĩ đơn thuần thế này nè, cứ xét về động cơ và mục đích thôi, thì chúng ta đủ suy ra cái đối tượng đó nó nằm ở hướng nào rồi, đúng không ạ? Rõ ràng không? Bởi vì ở đây nó chẳng liên quan gì vấn đề là đến một ai hay là đến cụ thể một cái gì mà hắn ta buông ra những cái lời lẽ đó. Đó, mọi chi tiết, mọi câu comment, thậm chí mà nó bên mình, bên thân quan nó chưa hài lòng, nó chưa hả dạ, nó còn chạy qua bên nhà của Hoàng Yến, nó làm thêm một trận nữa, và cũng với lời lẽ, với những cái hàm ý y chang như vậy, với cái mục đích là hắn nguyền rủa, hắn cầu chúc cho là Việt Nam sẽ bùng phát dịch nhiều lên, thêm nhiều người chết nữa lên. À, và hắn nói là hắn là bản thân hắn là đang bị nhiễm bệnh gì đó và đã trốn ra, và hắn đang cố tình đi khắp các nơi để gọi là lây truyền bệnh, lây truyền này lây truyền kia cho người dân. Mọi người thấy chưa? Thấy cái độ khốn nạn làm hay chưa? À, anh đồng ý cố nhân với mọi người xét về góc độ nào mình đồng ý, tại vì theo với như là hắn nói khơi khơi như vậy mình chưa chứng minh được thì mình không nói gì được. Nhưng mà ý ở đây chúng ta, ý anh muốn nói, thật qua muốn đưa ra mọi người, chúng ta nhìn vào cái luận điệu đó, chúng ta nhìn vào cái luận điệu đó để chúng ta phân tích và chúng ta suy xét cái bản chất của thể loại cái con người đó là gì, và nó nằm ở cái hướng nào. Mình nói chính xác luôn, mình nói cụ thể luôn, đang nằm ở cái thiệu độ tổ chức nào và có ý đồ gì đối với đất nước Việt Nam, và cụ thể là đối với người dân Việt Nam luôn, đúng không? Thân quan nói đúng không? Mình không biết, bây giờ mình rõ ràng, chúng ta cũng rất rõ ràng, những cái câu hắn nói mình đơn thuần mình cho là hắn đang hăm dọa hay là thế này thế nọ thôi, bởi vì chưa xác thực được, đúng không? Đó, nhưng ở đây thơ quan là vấn đề, và cũng mong mọi người nên suy xét kỹ. Thì cái đối tượng đó hắn cố tình hắn đưa ra những cái luận điểm đó để làm gì, cái luận điểm đó để làm gì, cái mục đích là gì, và hắn ta đang đứng ở đâu, đang làm cho tổ chức nào,
đang là tay chân của ai, đúng không ạ? Cho nên thầy Quang cũng đã chụp ảnh, chụp hình, đăng những cái đó lên để rộng đường dư luận, để cũng như là tất cả các anh chị em tham gia trên mạng xã hội, cũng như là chúng ta lan tỏa ra để cho người dân họ thấy được cái thực chất, cái thực chất, cái bản chất của những cái gọi là những cái tổ chức mà trước giờ nó rêu rao đó, nó thương dân, nó đấu tranh cho dân đó. Chúng ta đưa ra, chúng ta lan tỏa rộng ra cái điều đó cho mọi người cũng thấy cái bản chất của bọn nó nằm ở đâu, đúng không? Đó, như thầy Quang cũng nói, mọi người chúng ta quán rất rõ ràng, bây giờ chúng ta không cần biết kháng lại hết, chỉ dựa trên cái luận điểm đó thôi, thì chỉ có hai vấn đề thôi, đúng không? Mà nếu là người dân Việt Nam, người dân ở trong nước, bây giờ thầy Quang nói người dân ở trong nước đơn thuần thôi, họ cũng không chính trị với anh em gì cả, đúng không? Họ không chính trị với anh em gì cả, họ chỉ là đơn thuần người dân lao động thôi, thì họ cũng không thể nào thốt ra những lời như vậy được. Mọi người công nhận với thầy Quang điều đó không? Họ không thể nào họ thốt ra những lời đó, đúng chưa? Còn những người mà thí dụ như anh em chúng ta thì anh em chúng ta lại càng không nữa. Thì cái điểm chốt cuối cùng là cái con người mà khi đã cố tình thốt ra những lời như vậy, và rất là hằng học, rất là nhiều nha, chứ không phải là một hai câu đó. Mọi người cứ vào nhà của thầy Quang với Hoàng Yến sẽ thấy đó, rất là nhiều lần và rất là hằng học, và mà rất là muốn là còn kéo dài nữa chứ không phải là không đâu. Thì mọi người cứ đặt vấn đề đi, cái đối tượng đó thì ở đâu, đang nằm ở phía nào và hoạt động với mục đích gì, đúng không ạ? Chúng ta suy ra thôi. Thì mọi người cũng biết rồi, suốt mấy chục năm nay những thế lực nào luôn có suy nghĩ, luôn có những hành động, luôn có những cái tổ chức bài bản thế này thế nọ, nhằm mục đích là trước đây là thơ quan xin cũng nói rõ nha, thí dụ như là họ chống phá chính quyền đi, đúng không? Họ chống phá chính quyền đi, thì bây giờ đó, cái luận điệu đó họ lại tăng cao hơn nữa, tăng nặng hơn nữa, tình tiết nặng hơn. Nặng hơn là cái gì? Không những chống phá chính quyền với mục đích, cậu ta nói rõ ràng mà, cố tình là muốn là người ta muốn đi lan tỏa dịch bệnh để cho cái gì, để cho cộng sản bó tay gì đó, cho chết cho nhiều vô. Thì mọi người thấy không, tức là bây giờ lại nâng cường độ lên là vừa chống chính quyền và vừa muốn hãm hại người dân nữa, đúng không? Tức là trong, mặc dù sự việc nó không chưa xảy ra, nhưng là trong cái tư duy, trong cái suy nghĩ của họ, trong cái tâm tư của họ là đã có điều đó rồi, là đã có ý muốn đó rồi. Thì mọi người nghĩ đi. Chào Phúc Hữu. Thương cái gì dân hả? Họ đấu tranh cái gì dân, thương cái gì dân, yêu cái gì dân? Tức là cái bản chất của những cái thế lực này nó càng ngày nó càng lộ rõ, nó càng ngày càng lộ rõ. Thật ra lúc sáng khi hắn vào, hắn comment, hắn đưa ra những cái câu đó, thì cá nhân thư quan vào thời điểm đó rất là khó chịu. Mình nói theo cách mọi người nói là rất là nóng, rất là bực bội. Giống như Phúc Hữu cũng nói, nếu mà gặp trước mặt, mà cái đối tượng đó mà gặp trước mặt là sẽ có thế này thế nọ rồi. Mà Phúc Hữu cũng từng nói, Phúc Hữu, cá nhân Phúc Hữu là cũng chưa từng giết một con gà hay cái gì cả, nhưng vào cái câu chuyện đó, gặp cái đối tượng đó nó buông những lời lẽ như vậy, thì nếu mà gặp trước mặt thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Thì nói vậy chúng ta cũng hiểu, đúng không? Mà cho nên thân quan cũng rất là khó chịu, nhưng mà mình cũng ráng kiềm chế, mình cũng ráng kiềm chế. Thật ra nó cũng có một cái điểm may, cái là mình kiềm chế lại để hắn ta bộc lộ hết bản chất đó, cái bản chất từ cái tâm tư, cái suy nghĩ, và nó lộ ra luôn theo một góc nào đó, nó lộ ra sâu xa một góc chút, là giống như là cái tổ chức của họ đó, cái tổ chức xấu xa của họ nó đã có những âm mưu gì, nó có những cái thủ đoạn gì đó. Bởi vậy như chúng ta cũng thấy,
họ không thương yêu gì ai cả. Chiêu bài họ lợi dụng người dân chẳng qua là cái chiêu bài để họ mị, họ đánh lừa người dân thôi, mọi người thấy không, đánh lừa người dân thôi. Và cho nên cuối cùng để đến khi họ chờ tới cái một cái cơ hội nào đó ở trong đất nước chúng ta có xảy ra cái điều này điều kia thì đối với họ người dân cũng chẳng là gì cả, cũng chỉ là con cờ để họ hy sinh thôi, đúng không? Đó, rõ ràng là họ nói rõ ràng là họ nói họ sẽ họ đã bị nhiễm bệnh rồi, họ trốn khỏi khu cách ly và họ cố tình họ đi khắp nơi, họ đang ho rất là nhiều, đi khắp nơi để họ gieo rắc bệnh tật, gieo rắc bệnh tật cho mọi người để làm gì, để đến mục đích cuối cùng là gì, để giống như là dịch bệnh nhiều quá bùng phát lên là cộng sản bó tay, cộng sản không kiểm soát được, không xử lý được. Thì mọi người nghĩ đi, trong cái tâm tư, trong cái suy nghĩ đó, trong cái luận điểm đó, thì có phải là về cuối cùng khi cần thiết để đánh đổi họ vẫn dùng, sẵn sàng dùng người dân vào cái con cờ cho họ và một con đờ cái mục đích cho họ để phục vụ được cái ý đồ của họ, đúng không ạ? Cho nên tại sao mà nếu mọi vấn đề chúng ta trên cái hướng là suy diễn, nhưng mà chúng ta suy diễn có logic, chúng ta không có suy diễn gọi là vô căn cứ, mọi người công nhận không? Mình quay lại, chúng ta quay lại ví dụ thứ sáu tuần trước ở Huy hay Thơ Quang đã có những lời đó lại lẽ thách thức những cái tay đó hoặc những cái tổ chức đó có như động thái gì đó hỗ trợ người dân ở cái trong cái đợt dịch bệnh này, thì mọi người thấy không, họ đâu có làm, họ đâu có dám làm và họ không làm, chắc chắn họ sẽ không bao giờ làm, chắc chắn họ sẽ không bao giờ làm. Bởi vì chứ đó hôm nay đã như vậy thì mới lòi ra mục đích tại sao họ không bao giờ làm tới. Vì suy cho cùng ra thôi qua nó rồi, họ chỉ lợi dụng người dân vào những cái con cờ thí cho họ thôi, trong cái con đường gì đó mà họ là không muốn chống phá lại cộng sản. Mọi người thấy rõ ràng đó, nó không chạy đi đâu rồi. Chúng ta, anh em chúng ta cũng từng làm những cái live, sức họ không có, lực họ không có. Mọi người thấy nghĩ, chúng ta thực tế một câu nè, giống như sáng này vợ Phèo mới đăng một cái đoạn clip ấy. Thì đối với Thơ Quang thì những thành phần đó nó chẳng có một giá trị tí nào cả. Nhưng mà ý mình nói một tiếng ấy, mình nói để mình phân tích ra câu chuyện ấy, là những cái thành phần này á, họ ảo vọng, họ ảo vọng nhưng mà họ không có sức, họ không có lực, mà họ ảo vọng của họ rất là ghê gớm, không riêng gì Việt Nam, họ còn đánh cả Trung Quốc nữa. Thì chúng ta thực tế một câu chuyện thôi, đúng chưa? Muốn đánh ai đó thì chúng ta phải có gì, có lính, có lực lượng, có binh chứ, đúng không? Còn cái thành phần của họ là gì? Là những cái thành phần là ất ơ, ăn nhờ ở đậu, ăn bám trên đất Mỹ, ăn welfare, đúng chưa? Rồi cứ dựng lên ba cái học online onliết gì đó, rồi khẩu hiệu kêu cho to, lừa người dân, thì đúng không? Thí dụ mình nói mà mình bây giờ thanh quan đó, nếu họ làm nghiêm túc đi thì bây giờ lực lượng ở đâu? Có phải là cuối cùng là nếu mà họ có tiền hay có gì đó họ vẫn lợi dụng vào người dân không? Họ lợi dụng người dân làm cái lực cho họ, con cờ của họ không? Và vậy chúng ta xoay đi xoay lại một mục đích á, mọi câu chuyện á, như cái chuyện đỉnh điểm mà sáng nay cũng vậy. Thì rõ ràng những cái tổ chức gì đó nó thường hô hào, đặc biệt là cái tổ chức Việt Tân, đúng không? Trong đây thì mọi người cũng biết rồi, nó ngấm ngầm trong nước thì thành lập ra những cái tổ chức riêng lẻ gì đó, và đứng đầu là cái tay tiến sĩ Nguyễn Quang A gì đó, mọi người thấy không? Cố tình thành lập ra những cái gì tổ chức văn đoàn độc lập, nô du, rồi yêu cá yêu chim yêu hoa yêu cảnh gì đó, đúng không? À, cũng may thật ra là hồi sáng hai anh em cũng tức lắm, Thơ Quang với Hoàng Yến cũng ức chế lắm, bởi vì những cái lời lẽ đó rất là cay độc mọi người. Mọi người có thể rảnh mà mọi người vào lại trang, vào lại tường nhà đó, mọi người xem mấy câu comment đó rất là ức chế. Với cái bản tính mà nóng nảy như Cherry Nguyễn thì Thơ Quang tin là nếu mà hồi sáng thì chắc cũng là chùm của tỏi ở trong đó rồi.
Thực ra là do hai anh em cố gắng giữ bình tĩnh để cho hắn bộc bạch hết ra cái bản chất đi. Đó. Bộc bạch ra hết cái bản chất là cái ý đồ, cái tâm tư nó như thế nào để chúng ta hiểu được. Chúng ta hiểu được là chúng ta sẽ làm cái đó, chúng ta sẽ phản bị cảnh báo đến những người dân, hoặc là cảnh báo đến những anh em thí dụ vào chơi trong cái không gian mạng sau này là họ không không hiểu rõ đó. Đó. Có những cái đó thì mình đưa ra thì nó thuyết phục mọi người, đúng không? Nó rất thuyết phục mọi người. Bằng chứng quá là hiển nhiên rồi. Mặc dù rõ ràng thì chúng ta cũng thừa hiểu cái đó là chỉ là cái nick ảo thôi, đúng không? Nhưng con người sử dụng nick đó là con người thiệt, đúng không? Là con người thiệt chứ không thể nào gọi là con người máy được. Thì suy cho cùng là các tâm tư suy nghĩ đó từ con người mà ra, mà con người đó nó có những tâm tư suy nghĩ đó, nó đi nó gieo rắc cái đó thì dĩ nhiên ít nhiều là phải sự chỉ đạo từ ai đó, đúng không? Giống như thầy Quang nó, tại sao nó không vào tường nhà những người khác? Thầy Quang chỉ đặt vấn đề thế thôi, rõ ràng không ạ? Tại sao nó không vào đường những nhà khác? Nó vào từ nhà thơ quan, và khi Hoàng Yến nhảy vào, Hoàng Yến phản ứng là nó chui, nó mò rình mò, nó đi, nó lần theo, nó vào từ nhà Hoàng Yến, nó không mình luôn đó. Thì chúng ta đặt vấn đề ra, chúng ta cứ đặt vấn đề ra thế thôi. Biết bao nhiêu người tham gia mạng xã hội, đúng không? Cũng rất nhiều người tham gia vào cái câu chuyện gọi là đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc thế này thế nọ, mà tại sao những cái nick đó nó không vào những người đó mà nó lại vào đúng từ nhà thơ quan? À, thì sao lại câu chuyện mờ nhớ cách đây vài hôm mà khi chúng ta livestream, đúng không? Đó thì chúng ta đã bị cái gì, cái live đã bị gì, bị đánh ra sao, và mọi người bị mất kết nối thế nào, đúng không? Đó thì chúng ta sẽ suy ra cái mục đích của những cái đối tượng này, nó đang âm mưu gì, đúng không ạ? Rất là cháo chở, rất là đê hèn, rất là thủ đoạn, bởi vậy cái bản chất của họ không bao giờ thay đổi. Bản chất của họ không bao giờ thay đổi. Có nhiều người cũng lên nói tại sao là chúng ta là phải hằn học hận thù làm cái gì, thì mọi người nghe tức cười không? Mọi người nghe thấy tức cười không? Với thời quan là tức cười, đó tức cười thế nào? Tức là mọi người nghĩ đi, một người chiến thắng, không? Hay là những người chiến thắng không thể nào mà lại đi hằn học những kẻ thua bại trận thua trận hết, rõ ràng mà. Chỉ có những kẻ bại trận thua trận nó không phục, nó hằn học, nó bất thì nó mới mang cái lòng hận thù đối với người chiến thắng thôi. Còn người chiến thắng thì đời nào mà họ đi để ý ba, để tâm để ý ba cái chuyện đó làm gì? Tức là họ bị họ họ bảo là ôi thôi, mang hận thù làm gì, thế này thế nọ, không có lửa làm sao có khói, đúng không? Những kẻ thua trận, những kẻ bại trận thì chấp nhận thực tế đi, quay lại chống phá đất nước làm gì, xỉa sói làm gì, ôm những luận điệu này luận điệu kia để làm gì, để gây ức chế cho những người ở trong nước, những người chiến thắng để họ phản biện lại thì lại là rêu rao này nọ. Mọi người thấy tức cười không? Cho nên là đôi khi thời quan rất hiểu mọi người. Mặc dù anh em chúng ta thì thật ra cũng không có gọi là đuổi cùng giết tận gì cả. Chúng ta nhiều khi chúng ta cũng chẳng muốn dùng những từ gọi là ba que ba chợn ba ba xạo ba láo gì, thật sự chúng ta cũng chẳng muốn dùng, đúng không? Nhưng mà đó, bản thân là những người như vậy, họ họ cố tình họ làm những cái câu chuyện đó thì họ làm sao mà chờ không gây ức chế cho nhau rồi mọi người mới có những cái từ ngữ nó như vậy được, đúng không? Nên,
rất là kỳ cục.